Mình test cái sạc vô châu Âu á, con này tua ra rất là cao nha, tua ra 4-5 nghìn, mình không có đo nhưng mà tua ra 4-5 nghìn á. Thì cái này như hôm bữa mình có một cái clip đó, mình ghi lại watt nè, 970 W, tua ra mắt công suất là 8.800, 8.800. Thì cái tem nó bị nó cũ cũ như vậy nè, nhưng mình chỉ đọc được hai thông số vậy thôi, RPM 8.800, 8.600 hay gì, watt 9.700 là 1 kW đó, hơn một nửa. Thì còn nguyên cái pulley rất là đẹp luôn, pulley không mẻ này, khoảng 5 em, hàng châu Âu. Thì nhìn bề ngoài rất là cũ nhưng mà cốt quay rất là êm, thì chứng tỏ là nó chưa bị nước vào hoặc là bị oxy hóa nhiều, còn chạy rất là êm. Hàng châu Âu thì nó khác hàng Nhật đó là nó rất là nhỏ gọn mà công suất cao. Thì một số khách ưng nha, một số khách không ưng, một số khách thì tìm nó, tìm rất là nhiều, đặc biệt là những khách mà lên chế thuyền á. Ví dụ như 1 kW đi của châu Âu á, con này khoảng 4-5 kg, 4 kg, nhưng mà con của Nhật á, 1 kW á, thì nó khoảng 6-7 kg, 7-8 kg tùy. Và ví dụ như con 1 kW mà tua chậm này thì khoảng 12 kg. Cho nên nó nhíu nhỏ gọn mà tốc cao. À, một điều khác biệt đó là hàng châu Âu thì tốc cao, đa phần tốc rất là cao, còn hàng Nhật thì chỉ 3.000 thôi, mắc mắc 3.000 thôi. Tua ra rất cao. Khi nãy mình có test sức mạnh thì nó rất là khỏe. Ví dụ như vậy là nó chậm nhất có thể, nhưng mà các bạn không giữ được nha. À, giữ được nhưng mà nó vẫn lì lì nó kéo tới nha. Đó, nó cứ rề rề nó kéo tới vậy đó, chứ nó không bị ngắt. Thì con này có một anh khách, anh cũng đang hỏi, thì sẵn đây bạn nào cần hỏi luôn nha, để mình chốt nhanh, bán nhanh. Thật ra mình cũng còn nhiều cái nữa, một số cái thì nó không đến một kilowatt quá đâu, gần một nửa thôi, 580 W. Cái này tua cao nè, tua 8.000 nè, thì cái này mình cũng chuẩn bị lên bán. Thì tua cao thì hàng châu Âu vậy thôi, nhiều cái này cũng vậy. Không, cái này của Trung Quốc. Tua cao thì hàng châu Âu thì chỉ có mình biết khoảng có ba hãng thôi. Hai trong ba hãng. Cái này tua 8.000, tua 8.000. Cái này chế thuyền á, thuyền mini, thuyền câu á, là cực kỳ phù hợp luôn, tại vì chống nước. Cái này cũng chống nước, chống nước cho nên có nước có văng vào cũng không sao ấy. Còn rất là mới.